Vâng, tiếp tục lại chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi TB nhé. Hôm nay em lên sóng cho các bác là một em Panasonic, mà thực chất các bác là nói chung là hàng cũng rất là hiếm, mà đòi thì cũng rất là cao. Đấy, dòng cao tần IH. Đấy, em này thì không có áp suất, nhưng mà nói chung thật sự các bác là nó chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi. Đấy, là nó thành dựa hàng là chưa sử dụng các bác nhé. Đấy, nói chung là các bác đã xem kênh nhiều rồi, nhưng để nói rất hiếm những có những con như này. Đấy, mà em cũng bán hàng thực sự các bác này cũng rất là hiếm gặp, vì thật sự bác nó đẹp kinh khủng anh em. Đấy, hình thức bên ngoài thì rất là ok. Đấy, sản xuất năm 2020 các bác nhé, dòng cao tần không áp suất. Đấy, dung tích là 1 lít, điện áp từ 100 đến 100 V, hàng là thật sự bác là chưa qua sử dụng. Đấy, nói chung cái lại như thế cơ. Đấy, thì thật sự các bác như này em là em chưa dám bán cho các bác ngay. Đấy, em sẽ test cơm đấy cho các bác xem đã, xem cơm nước nó ra làm sao. Đấy, đầu tiên là cho các bác nhìn về hình thức. Đấy, mã sản phẩm của em này là SR-CFE-109, một hãng của Panasonic. Đấy, dòng cao tần IH, sản xuất năm 2020. Đấy, đời rất là cao, 2021 thì em thật sự các bác đã đang có rất là nhiều. Đấy, công suất tiêu thụ điện là 1180W, dòng 15A. Đấy, nhiệt độ sôi lớn nhất là 167 độ C. Đấy, hình thức màu đen tuyền các bác nhé. Đấy, màu đen tuyền luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cho các bác xem lòng với xem gioăng các bác nhé. Đây là dòng cao tần các bác này. Đấy, thật sự các bác là cái son này nó chưa sử dụng nhé, chứ không phải là đã qua sử dụng rồi. Đấy, em phải nói nhấn mạnh cho các bác biết như thế. Đấy, vì thật sự các bác là gần như là mới tanh. Đấy, chỉ có là thiếu mấy phụ kiện nó đi cùng thôi. Ví dụ như là một cái muôi này, hay là một hai cái cốc đựng gạo ấy. Đấy, nói chung em thì nó không phải chuyên thiên về cái hàng đấy, nhưng nói chung là đấy, em này thì còn mới 100%. Đấy, tất cả dòng dùng các thứ nó gần như nó mới đét, không có chưa sử dụng bao giờ. Đấy, lên sóng cho các bác cái test cơ này các bác xem đã. Sự em cũng thật sự cũng va vấp như con này, là thật sự bác hôm nay là lần đầu tiên. Đấy, các bác nghe tất cả thứ gần mới toanh các bác nhé. Bác cứ nhìn cái dòng này thì bác biết rồi. Đây bác này. Đấy, đây bác nhé, nhìn còn mới toanh như này nhé, chưa biết có một cái tí gọi là hạt cơm hay là cái mọt cơm nó lên các bác nhé. Đấy, tất cả các thứ vẫn ok. Đấy, xoong ly lốc các bác nhé. Đấy, xoong mạ kháng gương ở ngoài này. Đấy, gần như là mới đét luôn. Đấy, lòng xoong thì nguyên kim tuyến. Đấy, chưa có một vết sức bằng con mò nào nhé bác nhé. Đấy, gần như là long lanh, không có một tí ấy nào cả, tí xước nào cả, xước hay bụi không có. Hàng này nó hàng gần như hàng đập hộp luôn. Đấy, thì hôm nay em sẽ test cơm cho các bác xem. Đấy, em sẽ nấu cơm bình thường thôi. Đấy, cơm bình thường 45 phút. Đấy, xoong rất đẹp, ok bác nhé. Đây, bác nhìn này, đấy, trong nó cũng rất là đẹp luôn, nó không gần như là mới đét luôn. Đấy, dòng cao tần, cắm điện xem qua một hai chiếc lăng để cho các bác. Bác đây là nút menu điều khiển nhé, điều khiển chạy ngược trở về. Đấy, nút tắt các bác này. Còn đây là nút chọn gạo, nút gạo không vo này. Còn đây là nút nấu cơm các bác nhé. Đây là nút hẹn giờ. Còn đây là nút ủ ấm. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, đấy, 6, 7. Tất cả màn hình là chỉ có 7 phím thôi. Đấy, ví dụ thế này, menu các bác ấn vào nút này là xong. Đấy, nó chạy menu đi. Đấy, nấu cơm bình thường này. Đấy, nấu nhanh này, nấu ít gạo này. Đấy, nấu cháo này. Đấy, nấu gạo lứt này chẳng hạn, rất đơn giản thôi. Các bác ấn về phần nào thì các bác ấn nút nấu phát là xong. Đấy, ví dụ em nấu cơm bình thường. Đấy, nó rơi vào 48 phút các bác nhé. Đấy, rơi vào tầm 48 phút này. Xoong rất mới và đẹp nhé. À, ok các bác nhé, rồi em sẽ tắt cơm cho các bác xem nhé. Đấy, các bác hẹn em một lúc nữa. Vâng, ok các bác nhé. Hôm nay mùng 1 thì tiện nhà có khách, là em nấu cơm nó hơi nhiều. Đấy, em nấu rơi vào tầm hơn 2 bát cơ. Đấy, gạo Thái Bình thì nói chung là không được ngon lắm các bác ạ nhé. Chung thì gạo xi thôi. Đấy, em thấy mẹ em bảo là gạo xi thôi. Đấy, thì nấu cơm thử cơm xem cơm nước như thế nào các bác nhé. Đấy, thì sẽ
nấu chế độ nấu nhanh, nấu 45 phút thôi. Đấy, 48 phút. Đấy, ok các bác nhé. Thì hẹn các bác 48 phút sau em sẽ cho các bác xem cái chất lượng cơm của cái nồi cơm nó mới ra là như thế nào các bác nhé. Đấy, sản xuất năm 2020. Thật sự bác là rất là đẹp luôn. Đấy. Xin các bác đợi em 48 phút sau nhé. Vâng, ok các bác nhé. Đấy. Chung quy chỉ còn 1 phút nữa thôi. Hay là cơm nó chín. Thật sự mấy các bác là em cũng rất là hồi hộp thì không biết cơm nước nó ra làm sao cả nhá. Vì thật sự các bác là mới lần đầu tiên em cũng trải được trải nghiệm cái nồi này. Đấy. Bây giờ đã về mức số 0. Đấy. Bắt đầu đã nhảy về cái nút ủ ấm các bác nhé. Đấy. Giờ em sẽ cho các bác hoặc em một bất ngờ luôn. Đấy, trước khi các bác mở ra thì các bác tắt đi nhá. Đấy, các bác nhìn cơm rất là nhiều hơi các bác nhá. Đấy, cơm dòng cơm rất mềm các bác này. Thật sự các bác gạo của em nó không được gạo ngon nhưng mà thật sự các bác nó đã được như này là cực kỳ là ok rồi các bác nhá. Đấy. Cái dòng này nó cơm bao giờ cũng rất là mềm và nhiều hơi các bác này. Đấy, cơm rất là mềm các bác nhá. Các bác nào mà sợ không đau dạ dày đấy thì các bác sử dụng em này nhá. Nói chung quy là không gì bằng gọi là trăm nghe không bằng một thấy nhá. Đấy, thật sự các bác bây giờ đấy trải nghiệm lòi như này là em đã thật sự các bác là đấy cho các bác xem chất lượng cơm như này các bác nhá, hơi bốc lên ngùn ngụt luôn. Đấy, dòng cơm rất là mềm cơm các bác nhá. Đấy, hạt cơm rất là ấy này, đấy nó không nở hẳn đâu các bác nhá, không nở tét tùy nghe đâu. Hạt cơm nó vẫn rất là săn hạt cơm, hạt gạo nó như nào thì hạt cơm nó chỉ mọng hơn một tí thôi. Đấy, nên cơm thật sự các bác bao cơm ngon cho các bác cái lòi này cả anh nhá. Tất cả từ doang từ xoang lên rất là đẹp. Đấy, nấu cơm các thứ các bác xem. Đấy, hình thức rất ok các bác nhé. Đấy, cơm nước các thứ nấu rất là ngon. Thật sự các bác đấy, em cũng rất là bất ngờ. Đấy. Thì em sẽ tìm cho các bác là chốt, em sẽ tìm cho các bác một cái muôi này thì em có nhưng mà không biết nó vất đâu vất. Đấy, thì cái giá cả em này em bán cho các bác với giá là 2,5 triệu nhá. Đấy. Một em Panasonic cao tần. Mã sản phẩm là SR-CFE-109, sản xuất năm 2020. Đấy, hình thức còn rất là đẹp, nấu cơm cũng rất là ngon. Đấy, rất dễ sử dụng. Đấy, bác nào mà chốt thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354-965-127. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Với sản phẩm này thì các bác nào mà chuyển khoản cho em 100% thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Đấy, không thì các bác vui lòng các bác cọc cho em tối thiểu là 500k nhé. Vâng, video của em đến đây xin được kết thúc nhé. Rất mong được sự đồng hành cùng toàn thể các bác nhé. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bác nhé.